Rồi đó, mình đậy lại một hồi ha, cho mình thử nó cắt cái bánh nè. Ôi ơi, thôi mới luôn á, mình dính thử cái nào nó chóc thì mình lấy lên cả nhà. Cái muỗng cà phê này nãy vòng vòng vậy nè. Khung này đổ ngon này hai ơi. Đây, cái bánh nó rất là giòn luôn ha. Chào cả nhà ha. Chào cả nhà nha. Đây, hôm nay mình sẽ đi hái một ít rau gừng ha cả nhà, để về ăn bánh khọt nha. Rồi hôm nay hai anh em sẽ làm bánh khọt nha. Bánh khọt tép nha cả nhà. Rồi mời cả nhà đi kiếm rau với anh em nha. Giờ ở dưới quê thì đi vòng vòng sớm là có rau thôi. Phần Lan ăn được không? Hái luôn. Bữa nay lễ 30/4 1/5. Đây là đọt qua bằng lăng cả nhà, ăn thì nó chát chát. Chưa ăn cái này hả? Chưa. Em cũng chưa ăn nữa mà mới ăn được á. Ăn được hả? Nó có bông rất là cây cao đó. Rồi hái tí đi, mình đi hái lá khác nữa. Dạ, ở trước cửa gắn xin mất tươi. Mình sẽ hái một ít lá lụa nữa nè. Thôi, thủng quá ha. Sung mới chặt hết trơn rồi. Còn kia mất tươi để chó không á? Nó sung à? Kia bác Tư đi để chó không á? Anh Hùng ơi, cho em xin ít lá lụi lá sung nha anh Hùng. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Cái này là lá lụa nè. Lá này ăn bánh xèo là ngon nhất. Ăn thấy chua chua chát chát. Ừ, thấy nè. Anh hái cái lá xanh. Lá nào hả? Ừ. Trắng. Rồi hái đi. Em nhớ là nó có trái vậy đó. Đây hai anh em ra đây đang kiếm lá cắt lồi vậy cả nhà. Đây cả nhà thấy mát ghê không? Nguyên một cái vườn bình bát luôn, ở dưới quê bình bát này là người ta chỉ bệnh được á. Chín nhầm đường ăn không? Bữa anh em mình đi gặp tép nè, thấy cái đây có bụi cắt lồi. Bữa nay nó non lắm luôn nè. Mưa ha. Mưa mấy ngày nó non ghê. Đúng rồi, hái gì luôn, ngắt nguyên cái luôn đi. Này nó nhảy con lên nhanh lắm. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà ha. Hôm nay anh em mình bày biện ra để làm bánh khọt tép với lại thịt bằm với đậu xanh luôn ha cả nhà. Đây ba thứ này luôn nè. Đậu xanh này hồi nãy là mình nấu rồi nè, nấu cho nó vừa mềm ha, không là nó nở bung bung ngay nè, mình ăn nó vừa mềm luôn, nó bột bột đó cả nhà, là mình tắt bếp được rồi ha. Rồi, này mình ăn với một ít rau gừng nha cả nhà. Đặc biệt bánh xèo bánh khọt là phải có rau gừng, nhiều loại rau luôn thì ăn nó mới ngon. Nay mấy anh em đặt lọc tép 3-4 ngày gom lại được miếng tép ở nhà làm bánh khọt. Mình sẽ thêm thịt heo vô ăn cho nó ngon, với đậu xanh nè. Có thịt vô nó rất là ngọt luôn cả nhà. Đúng rồi. Thì rau rừng thì mình có rau các loài, lá cách, lá lụa, lá sung. Tí nữa mình hái thêm ít đọt sồi non nữa. Ê, có lá bằng lăng nữa hả? À, lá bằng lăng nữa. Hồi đó giờ mình chưa ăn lá bằng lăng nhưng mà mình nghe rất là nhiều người nói ăn ngon lắm. Đúng rồi. Này mình hái ăn thử nha. Mấy vùng trên An Giang ăn nhiều hơn. Trên An Giang bằng lăng nhiều mà. Đúng rồi, trên đó nhiều lắm. Mà tính ra cây nó đẹp mà lá nó ăn cũng được ha, cũng hay ha. Này anh em tranh thủ là buổi trưa nhà ơi, buổi chiều mưa quá. Thịt này thì mình bằm sơ sơ thôi cho nó không còn nhuyễn lắm đâu, để mình ăn trúng miếng thịt đó, nó ngọt, nó ngon hơn. Này mình bằm ra ha. Bằm 73 gì thôi à. Cái nhân bánh khọt nhưng bánh xèo giống nhau không ta? Hả? Bánh khọt với bánh xèo à? Bánh khọt cái nhân bánh khọt á là tại vì cái bánh nó nhỏ á, cho nên là cái nguyên liệu mình làm nó nhỏ nhỏ thôi à. Mình xắt nó nhỏ nhỏ rồi mình bằm nó ra. Còn bánh xèo á thì nhân nó bự hơn. Giống như bánh xèo đúng không? Là cục thịt này anh hai chia làm hai thôi nè, xắt cho nó sợi sợi gì nè. Nó hơi to to á. Tại vì mình ăn chung với cái nhân mình cuốn vô. Còn bánh khọt thì mình để trong vòng cái bánh đó thôi à, cho nên bự quá mình để không có dừa. Thường là bánh xèo người ta làm sẽ đi chung với bánh khọt luôn á. Đúng rồi, nhưng mà cái nhân nó hơi khác một tí. Thịt thì có thể lấy chung được, nhưng mà bánh xèo thì nó có giá hoặc là cũng không dừa đâu nữa. Còn bánh khọt mình đâu bỏ vô được đâu. Nhưng mà riêng Tiêu Lự thích ăn cái bánh khọt hơn cả nhà, nó gọn. Nó gọn với lại nó cũng ngon hơn. Nó nhiều nữa. Ăn với rau rừng chấm nước mắm chua ngọt ha, trời ơi. Nhưng mà bánh khọt là nó béo hơn nha, nó béo hơn bánh xèo nhiều á. Nó có nước cốt bỏ vô nhân nữa. Rồi, mà cả nhà làm chung với anh em nha. Giờ anh em sẽ làm bánh khọt đã cả nhà nha. Cả nhà thích video hãy để cho anh em một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình xào cái nhân bánh khọt ha cả nhà. Đây mình xào tép với lại thịt băm nè. Đó mình băm hơi hơi thôi, không cần nhuyễn đâu. Tép này nó ngọt cánh thần lắm cả nhà ơi. Đúng rồi. À, tép trấu mình đặt ấy. Mình ăn luôn vỏ nữa, nó giòn lắm luôn á. Sôi chưa ta? Sôi rồi đó. Chưa. Hôm nay là lễ 30 tháng 4 tháng 5. Nhà nào người ta cũng làm hết trơn cả nhà, hết ra hả? Hôm nay lễ 30 tháng 4 tháng 5 cả nhà, cho nên là ai cũng nhà nào cũng có làm bánh hết á. Không làm bánh thì cũng nấu món này món kia. Thường là làm bánh xèo đúng không? Đúng rồi, bánh xèo, bánh khọt nè. Bánh xèo thì thường được làm nhiều nhất là ngày lễ Thanh Minh với mùng 5 tháng 5. Cái này như dịp tụ họp vậy ha, mà năm nay được nghỉ lễ dài nữa. Rồi, sải vàng này ha, mình sẽ bỏ phần thịt với tép vô luôn. Còn nhân hơi nhiều rồi nha. Nhân này chắc làm được 2-3 bịch bột luôn á hả? Nên làm gì vậy ạ? Hả? Tại vì mình làm nhà mà, thì mình làm nhân nhuyễn tí. Cái bánh nó hơi nhuyễn tí thôi. Thích ăn nhiều thì bỏ nhiều. Rồi, nó săn rồi nè. Giờ mình sẽ bắt đầu nêm gia vị vô ha. Tí bột ngọt. Cái này mình sẽ nêm bằng muối nha cả nhà. Đây, ít thôi. Thêm miếng nữa đi. Đây nha. Rồi. Với một xíu đường, mình rang thêm đường á. Con tép mình nó đỏ đẹp lắm ha. Này xào cũng nhanh hay cả nhà, nó rút nước vô hết là được rồi đấy. Rồi cả nhà ơi, cái này mình rang thì mình không có đổ nước ha, mình lấy nước từ tép với lại thịt nó ra, mình rang cái nào nó khô vậy nè thì là được ha cả nhà. Mình cho thêm một ít hành rồi mình nhắc xuống luôn. Đây còn đậu xanh thì sao? Đậu xanh thì không có ấy, mà mình trộn chung với cái này nè, rồi mình dắt nước cốt vô à. À vậy hả? Đậu xanh hồi nãy em nấu rồi á. Hồi nhỏ cả nhà, là mình rất là hay là ăn dụng này nè. Ăn ngon lắm luôn. Đúng không? Đúng rồi. Với cái nhân bánh xèo á, ăn cơm ngon lắm luôn. Đúng rồi, nhân bánh xèo là giống như này là mình xào. Thêm miếng giá vô. Giá của củ dừa. Củ dừa. Cũng ngon nữa. Đúng rồi. Hay à. Nếu cả nhà thích mấy cái món bánh này thì cả nhà cứ comment nha. Hôm sau bên đây mình rảnh sẽ làm mấy món bánh khác hấp dẫn hơn, ví dụ như bánh xèo nè, bánh canh tôm thịt nè, bánh lá lá hưu địch nè. Ngon lắm cả nhà. Xong rồi ha. Giờ mình làm gì tiếp theo? Cốt dừa. Rồi. Bây giờ là tới cái nguyên liệu rất là quen thuộc và đặc biệt ở quê tôi. Đó chính là nước cốt dừa. Đây các bạn, nước cốt dừa này thì làm rất là nhiều món bánh ở quê mình. Hầu như là món bánh nào cũng có nước cốt dừa hết á. Bánh lá, bánh xèo, bánh khọt, bánh canh, bánh gì nữa ta? Bánh đúc, bánh bò. Bánh bò, hình như là bánh nào cũng có hết. Lại nhắc tới bánh thì sẽ có nước cốt dừa, bánh kẹp cũng có nước cốt dừa luôn. Nhiều lắm, bánh chuối nữa, bánh chuối hấp á. Bánh chuối hấp nữa cả nhà, nhiều lắm. Giờ mình sẽ dắt cái phần nước cốt hấp trước ha. Nhất mình sẽ trộn vô nhân hết luôn. Đây là nhân nè, nhân là mình sẽ dắt nước cốt nhất vô đây luôn cả nhà. Thì nhân mình sẽ rất là béo, ngọt và thơm. Đúng rồi. Tại vì khi mình đổ bánh xong á, mình mới bỏ cái nhân vô, hút thêm một xíu nước cốt thôi nữa. Nó rất là ngon luôn, nó vừa chín tới á, nó béo lắm cả nhà. Ở quê mình thì bánh làm nước cốt dừa quen rồi mọi người. Đặc trưng ở miền Tây luôn á. Không có là thấy nó không ngon. Không có là không ngon, nó thiếu liền. Thì nước cốt dừa mình nướng hay là mình làm nấu lên theo á, nó thơm dữ lắm. Thơm mà nó béo. Cái này là mình dùng cái béo tự nhiên luôn đó nha. Có mấy chỗ không có dừa chắc ta làm bột béo á, nó có bột béo, có bột béo. Thì nó biết mình dắt nó phải kẹo một xíu ha. Bớt nhiệt tình vô. Với lại một phần là ở miền Tây của tôi á là dừa nhiều lắm. Người ta ăn dừa tươi xong rồi tới ăn không hết rồi tới khô. Đó. Tương lại trồng làm dừa mộng từ nhiều rất là nhiều. Wow, tự nhiên cái gió nghe mát quá. Với lại có chỗ người ta làm nhiều dừa nữa ha. Đúng, làm nhiều dừa. Ngày xưa là thời của bà nội tôi các bạn là gội đầu bằng dầu dừa này nè. Tóc nó mượt bóng lắm. Vuốt lên tóc á, gội xong rồi vuốt lên. Rồi giờ mình sẽ dắt nước cốt vô đây nha. Làm cái nhân của mình nó sẽ rút vô, nãy mình xào khô rồi á, bây giờ mình dắt nước cốt thì sẽ rút nước cốt vô. Rất là béo luôn. Phải xào cho nó khô ha, để mình nhấc này vô nè. Nó mới thấm vô nha. Rồi nước cốt nhì mình sẽ lấy ra để mình hồi mình trộn bột nha. Cái công đoạn pha bột cũng rất là quan trọng cả nhà. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn ha. Cái nhà bây giờ là tới công đoạn mình pha bột nha. Công đoạn này cũng khá là quan trọng cả nhà ơi. Này pha thì theo ta nói để theo kinh nghiệm á cả nhà. Thì mình sẽ pha bột với nước cốt nhất nha. Hết bịch này luôn ha. Hết bịch luôn, biết hết cái nhân không nữa. Nước cốt nhì, pha nước cốt nhì nha cả nhà. Quên. Mình nhắc vô nhân hết rồi. Bắt con tép này cái rù để bu lại cả nhà. Đây, cái này là cái thau nhân của mình, béo cực kỳ luôn. Đây là bột Hương Xưa. Bột này làm bánh xèo, bánh khọt nó ngon nè. Đúng rồi. Nó ngon nhất luôn á. Trong bột này nó có hành với nghệ sẵn cả nhà. Cho nên là mình chỉ cần ốp pha nước cốt vô là vừa. Ai muốn ăn thêm rồi. Ai muốn ăn thơm thêm thì mình thêm hành cũng được. Này nước cốt dừa ha. Mình đổ từ từ thôi. Thấy cho nó tan hết cái này. Rồi nếu mà nó còn đặc quá thì mình đổ từng giá vô thêm ha. Tại vì lỏng quá thì mình đổ cái bánh nó không có ngon, với lại nó khó đổ lắm. Lâu chín nữa. Mà nó kiểu chìm nhịp lắm. Nó ướt. Đúng rồi, nó ướt hoài đúng không? Phải canh bột ha. Còn bạn muốn chắc ăn á thì mình quậy xong cái mình thấy gỏi được á, đem ra mình đổ thử một cái. Rồi nó đặc hay nó khô hay là nó nhão gì đó thì mình thêm ha. Cái này nếu bạn nào mà nhát tay á, lúc trước mình nhát lắm thì mình chừa lại ít bột. Lỡ mà có nhão á thì hồi mình bỏ vô thêm. Còn làm như kiểu mình đổ cái ào như bây giờ ha, có nhão nhão á là chạy mua bịch mới nha cả nhà. Ê, cái này tốn lắm à. Nhân mình cũng dư nè. Bởi vậy biết sao mà làm nhân dư không? Chịu hao đó. Dạ anh em mình sẽ pha bột xong rồi đổ cho cả nhà xem nha. Thì cách pha bột mọi người cứ đổ từ giá nước cốt vô nước gì đó. Cứ đổ hơi gì thôi nè. Khi nào thấy cảm thấy dư là được. Lẫn ít vậy thôi, mình quậy cho nó tan đều ra. Đúng rồi. Lỏng quá thì mình đổ cái bánh nó sẽ nhão, còn mà đặc quá thì nó đổ nó sẽ bị sống, bị sống luôn á. Bị sượng ra bột lại luôn. Khi đổ thì mình phải cho cái khuôn nó uống dầu hơn cả nhà. Mình chét mỡ á, hay là dầu á, hấp cái khuôn luôn để nó uống thấm dầu. Như vậy thì mình lúc mình đổ á, bánh nó không có bị dính vô cái khuôn hen. Rồi Khuôn nóng rồi, giờ mình quậy bột cái điệu một lần nữa rồi mình đổ lên cả nhà. Cái này thì cũng dễ lắm. Thì chưa nóng hung ha. Thường là cái mẻ đầu tiên á, nó sẽ không có được đẹp ha. Cái đầu tiên giống như là mình làm cho tráng cái khuôn đó cả nhà. Rồi, bánh nó vừa gáo mặt á thì mình cho nhân vô ha. Đấy, thêm tí nước sốt. Nếu mình để bánh nó khô quá mới bỏ á thì nhân nó sẽ không dính vô cái bánh nha cả nhà, dễ rớt ra ngoài lắm. Cái này nó bị khô rồi nè. Rồi, đó mình đậy lại một hồi ha. Rồi mình thử nó chắc cái bánh nè. Ôi ôi, thôi mới luôn á, mình dít thử cái nào nó chóc thì mình lấy lên cả nhà. Cái muỗng cà phê này nãy vòng vòng vậy nè. Khuôn này đổ ngon này hai ơi. Ê, cái bánh nó rất là giòn luôn ha. Nó vàng giòn ghê ha. À, mấy cái sau nó sẽ dễ đổ hơn nhiều, không có dính này nữa. Quá đẹp luôn. Cái này đổ đã luôn á, đổ là mê luôn á. Chót quá trời nè, cho nó uống dầu nhiều á. Chót lót à. Giờ bánh chín ha, mình sẽ lấy ra. Úp lên thử coi nó chín chưa. Wow, chín rồi nè hang cả nhà. Cái nước cốt với bột mình nó trong lại là nó chín rồi đó. Mình để hơi khô nó bị rớt cái nhân ra ngoài nè. Thử lại đi. Đây là cái bánh khọt tép nha cả nhà, mà cả nhà thưởng thức nha. Mình sẽ cuốn thành gao. Này là lá sung nha cả nhà. Thêm ít lá lụa cho nó chua chua. Ê, cái này gấp quá, hai nay mình hơi hái lá xài rồi đó. À, thôi kệ đi, ăn đỡ đi. Như đây là nhiều lắm rồi. Lá cắp đâu rồi? Lá diếp cá. Trưng món này ăn là phải nhiều loại rau nha cả nhà. Đây, sữa một cái. Bánh rất là ngon luôn á cả nhà, nó giòn lắm luôn. Đúng rồi ha. Cái này ăn là nó không có đẹp được nha cả nhà. Bánh này đặc trưng là nó ăn bóc gì nè. Rồi, chấm nước mắm chua ngọt. Mời cả nhà ha. Bánh nó giòn. Cơm thịt nè, nó ngọt, tép á, nó cháu nó giòn lắm luôn á. Nó ngọt ha. Rau nó thơm thơm, ăn đã lắm. Trời ơi, nay mình mời cả nhà ăn bánh khọt với anh em mình nha. Mình ăn với lá lụa. Tính ra á, lá lụa xíu chua chua ăn đã lắm hả? Lá lụa với lá các loại á, ngon nhất. Mình để ít rau lắm cả nhà ơi, cho nên là mình gói ít xìu rau à. Tính ra hồi nãy á, em thì làm tương nhân quá trời luôn. Hai đập tụi nước mắm quá trời luôn. Nó lụa này cứng rồi. Cái vị nó không có lá đọt con non rồi nè. Trắng trắng á. Rất là dài. Em thích cái lá sung. Ê, lá bằng lăng nè. Thôi lá lăng. Thôi. Thử cái lá bằng lăng cả nhà. Ngon quá. Bột vừa ăn ha. Mà giòn nữa. mà có tép ngon. Tép nó giòn ghê luôn á. Nó giòn lắm mà, thịt nó ngọt nữa cả nhà. Các bạn ăn ngon thôi, thơm thơm. Thơm à? Chát không? Không, không có chát gì trơn á. Em thấy nó sung rồi. Thử nó ác lòi à. Ác lòi ngon mà. Ác lòi ăn chung là đúng bài nó luôn rồi. Ác lòi ăn bánh xèo bánh khọt là nó đúng rồi cả nhà. Béo quá. Ăn trúng đậu xanh nó béo ghê không? Nó béo vừa vừa. Cái này giống gì ta? Bánh cống. Bánh cống mà bánh cống nó giòn hơn. Bánh cống giòn hơn. Nhiều không? Đâu đó mà lần đâu. Thử đó mà lần ra. Đây nè nè. Lá nè. Nhìn như lá xoài ha. Ăn sao? Nó hơm hơm. Mà không có gắn nó chết thì chết. Đã thèm chưa? Nó á. Bánh khọt á, nhiều bột bánh xèo. Chứ con bịch này mà mình làm bánh xèo là nhiều lắm luôn á. Bột hai mấy vào trong cái hết. Bánh xèo có một lớp mỏng nè. Thì hôm nay anh em mình đã gửi xong đến cả nhà cái món bánh khọt ở quê mình. Bánh khọt nước cốt dừa với tép trấu ở cả nhà. Ăn với rau rừng thì rất là ngon luôn. Nhưng mà ăn gì sẽ bị no cả nhà. Mọi người ăn khoảng 4-5 cặp đó là bắt đầu no rồi. Cho nên là anh em mình sẽ kết thúc clip ở đây. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha. Mọi người thấy clip mình thú vị và hay, hãy cho anh em mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha. Bye bye mọi người. Chào cả nhà. Thì anh em mình sẽ xử chắc không hết đâu. Ăn chừa cho mẹ nữa chứ.